triệu lần hôm chị Dung. Hôm chị Dung Hoàng Phạm BK quốc tế. Hôm chị Dung Hoàng Phạm BK quốc tế là nó bảo với em là alo anh, em không muốn cho chị Dung thua trận trận này thì là em bắn gấp cho nó 40 triệu để nó lạp vào, nó bắn nó thả cho chị Dung trận 3 trận gì ấy, mà nói chung là trận chị Dung thắng đấy. Thì là mấy hôm sau nữa nó lại bảo là em có việc gấp cái gì, nhưng mà thế là em mới cho vay thêm là 50 triệu. Là tổng lúc là 90 triệu rồi. Thì em còn thật không phải là tiền của em không, mà em còn mượn cả mọi người cho nó, bởi bởi cái danh của em này. Em đi mượn mọi người cho nó là 50 triệu nữa, là tổng là 90 triệu. Nhưng mà em vay thêm mọi người tầm mấy chục đấy. Xong là đến một cái đêm hôm ở trên Mico, là lúc mà Lam birthday chuyển sang Mico làm ấy, thì Lam mới chơi kèo gì, nói chung là nó bảo là có một thằng nào gáy em, anh lo cho em 10 15 triệu đi. Em vào diệt thằng này. Thì em mới thì lúc ý là trong tài khoản em là có 15 triệu, bởi vì nó vay trước là nó vay em gần 100 triệu rồi, thì lúc ý em chỉ còn 15 triệu trong tài khoản thôi. Thì em mới bắn cho nó 10 triệu. Em bảo đây là anh cũng, nhưng em phải nói lại đây là anh đi mượn mọi người cho mày, thì nó vay bắn cho 10 triệu. Thì lúc sau một lúc sau thì nó báo về là hết rồi, là nó bắn cho trận gì ở Miko của Lam ở đây ấy. Đó thì tổng là tổng lúc đó tổng lên mới 100 triệu rồi, cộng với cả chỗ Win News trước là tổng của em là 170 triệu. Đó. Đấy tổng tổng tiền của em như thế. Thế còn túi ta? Không, em không có dính đồng nào. Nhưng mà cũng đã được hỏi đúng không? Thông qua ai này đúng không? Dạ, tại vì em hồi xưa giờ em nói nhiều khi mọi người buồn chịu chứ em ít dính líu với tình bạc, tiền bạc lắm em nói thiệt. Thực sự Mà thì anh em cũng comment lên văn minh xíu, tại vì mình không có dính tiền gì ở đây, tại vì mình cũng muốn hiểu chuyện hơn chút xíu thôi, tại vì mình cũng có được nhắn tin rồi. tại vì bọn em là sau khi mà bọn chị đã đúc rút ra rồi ấy thì sẽ phím Nam Mì. Thực ra Nam Mì mà cái ngày cách đây cái hôm mà em Uyên có bị cây quốc tế ấy, là Nam Mì thường xuyên nói chuyện với chị. Thì cái ngày hôm đấy nếu mà Nam Mì không được chị Uyên gọi điện thì chắc chắn là Nam Mì cũng dính con số vài trăm, Nhiều luôn đấy. vì Nam Mì đã cho xe đi cắm. Hùng ơi gọi đi, sau em nhường Nam Mì lên đây đi. Vâng. Để cho Em mọi mọi người người ạ. thấy, để cho mọi người rút kinh nghiệm, mọi người đừng có Mọi người ạ. dại như là chị em chúng tôi nữa. Mọi người ạ, mọi người ạ. Khổ lắm mọi người ạ. Đấy làm bao nhiêu Thực tháng sự rồi, chung là là 3 chị 4 khác tháng một tí rồi. sao, vì cuộc đời chị đến bây giờ cái khoảng tối nó rất là nhiều. Khi mà bước chân ra xã hội đến đến bây giờ chị ngồi đây có một mình chị tự lo cuộc sống của chị. Và chị cũng không ngờ rằng là lại tiếp tục chị lại bị người khác chơi như này nữa. Chuyển khoản dùm xong lại nạp dùm, xem em cộng lại ấy, em cộng lại gần 300 triệu. Rồi bên Thì Tuấn bên Anh, bây em cũng giờ không có đòi một Tuấn ai Anh, em không đòi Tuấn Anh, em không đòi lần nào hết. Nhưng mà em chỉ bảo là em hết tiền tiêu thôi nhưng em không đòi. Thì Tuấn Anh bảo thứ ba tuần tới gửi em này, nhưng mà em không biết như thế nào. như như Nói là chung Nam nhá, là có bao nhiêu là em cho Tuấn Anh mượn hết rồi. hoàn cảnh của Nam ấy mọi người ạ. À, Nam chơi Nam vui trên này ra là cũng là một cái cách mà Nam làm kinh tế. Hùng ơi xuống nha. Không xuống tạm đi, Vâng em cũng là xuống. một cái cách mà mở nhạc được. Cũng là một cách mà Nam làm kinh tế mọi người ạ. Nhưng mà vấn đề hoàn cảnh của Nam đằng sau đấy, chị Uyên cũng hay tâm sự với Nam, thì Nam cũng kể ấy. Nam cũng không hề để cho mọi người biết đâu, chứ Nam cũng khó khăn vô cùng, Nam không hề sung sướng gì cả. Hello mọi người nha. Đằng sau Nam, Nam giấu rất là Có thể nhiều làm gì? thứ. Nam đang phải gồng cho cả gia đình ấy. Đấy là Nam mất đây, Đấy là là Nam, anh cũng Nam ở trên người còn. nhiều thôi, nhưng cậu ấy không sướng. Mà cái số tiền đấy cậu có thể lo cho rất nhiều người trong gia đình nhà cậu ấy. Còn bản thân chị thì phải lo cho bản thân chị. Chung Chị sống là một mình thôi. như này, em thì là người đồng hành với cả chị Huyền, với cả cũng là người nói chuyện chị Huyền nhiều ở trên cái TikTok này, có nghĩa là hai chị em chơi cũng thân, hay nhắn tin gọi điện ở ngoài. Thì cái hôm đấy thì Tuấn Anh có hỏi vay mình, thì thực sự là mình ấy thì mình luôn giúp đỡ mọi người một cách gọi là hết mình, tại vì mình cũng chơi với Tuấn Anh, mình cũng gọi điện với Tuấn Anh nhiều. Hôm đấy là mình, tức là xe của mình là đứng tên mình thôi, nên là thực sự là hôm đấy trong két mình đang ở Úc, mình không cho Tuấn Anh vay được, nên là mình bảo em mình ấy là cầm cái xe đấy ra chỗ người quen của mình thôi, thì mình để xe lại các thứ thì cầm về được 5 triệu. Thì may thế nào thì hôm đấy mình lại gọi chị Huyền, mình hỏi là chị ơi bây giờ em cầm được như này rồi thì em có nên chuyển không, thì chị Huyền mới bảo mình là
thôi bây giờ không chuyển được, quay đầu về. Thế là mình mới cho em mình quay đầu về. Chứ không thì hôm đấy thì mình, nếu mà mình không biết thì mình cũng đưa. Đấy. Chứ còn Tuấn Anh thì chưa cầm một 500 triệu không? 500 triệu. 500 triệu là... Cái hôm 500 triệu không? 500 triệu hôm Uni DPK quốc tế thì cái xe của anh thì xe của mình thì cũng đến tầm hơn tỷ. Xe. Thì bây giờ câu chuyện nó như nào, chị kể cho mọi người đi. Tại vì là tớ cũng không hiểu sao lý do gì mà rất là nhiều lần nạp tiền. Tuấn Anh suốt cái quãng thời gian nó rất là dài, Tuấn Anh thường xuyên banh sang tài khoản của chị Huyền để nạp. Mỗi ngày Tuấn Anh nạp có thể lên tới 200 cho đến 300 triệu một ngày. Và dần dần Tuấn Anh đi donate cho tất cả mọi người trên TikTok này. Và cái người chủ yếu là ai thì chắc hẳn là mọi người đều biết rồi. Và cái khoảng thời gian dài như thế, chị đủ niềm tin để chị có thể cho Nam à, cho Tuấn Anh vay một số tiền. Ủa, thả bị xuống rồi. Thậm chí là có những cái ngày mà PK quốc tế ấy, của một ai đấy thì người biết là tớ đã rất cho mọi người, xin lên cho mọi người dưới lên kìa, xin lên cho mọi người dưới, cho mọi người dưới lên chị, xin Phú Thọ rồi anh Đoàn các thứ kìa, bao nhiêu người kìa, mọi người hiểu ý tớ. Ê. Thế lớp em cảm nhận sao mình trong thế này mạng bị lát sao đi à? Chị cũng bị á? Alo, chị bị, chị biết là nhiều người bị nữa cơ. Sao chị không bảo sớm? Bây giờ em là hôm trước nhá, em thì người ta không hỏi. Con em số tiền giờ của chị hiện tại Tuấn Anh cầm là lên tới con số chuẩn là 183 triệu hay 185 triệu gì đấy, gần 200 triệu mọi người. Đấy là con số của chị. Thế chị bị lâu chưa? Chị bị khoảng thời gian rất là dài rồi. Tuấn Anh delay, Tuấn Anh rất là nhiều lý do. Rất là nhiều lý do để mà Tuấn Anh không giả tiền cho chị cũng như một số người khác. Em thì Tuấn Anh không có hỏi em. Nhưng mà bây giờ là Hùng Clip hỏi em hộ hay sao ấy. Vừa nãy bắt đầu mới gọi cho em Hùng Clip gọi bảo xin lỗi các thứ này nọ. Thì là bây giờ Hùng Clip hỏi em không có, bản thân em không có tiền. Em còn 5 triệu trong tài khoản. Em đi em cắm xe 10 triệu, đó là 15 triệu. Em đưa cho. Bảo là thứ ba xong là ấy lại xong gửi em. Bây giờ em gọi cả ngày hôm nay cũng không thấy cái gì. Xong rồi vừa nãy đây thì bắt đầu là bắt đầu mới gọi cho em thì bảo là cũng kể thật với em là bây giờ câu chuyện là vay hộ thôi cho Tuấn Anh mà còn thêm cái gì 170 mấy triệu em không nhớ rõ nữa. Thế gọi Sinh vào đây, gọi Hùng vào đây chị. Em đi đây, em đang đi ăn cơm, em cầm có một cái máy đây, bây giờ em đi bộ đây này, đi bộ đây này. Em đừng vay tiền cho bất kể ai nữa Sinh ạ. Gọi em luôn đưa cho mà. Đúng cái hôm là Uyên PK quốc tế đấy. Tuấn Anh thì không có hỏi em nhưng mà là Hùng hỏi, xong rồi hôm nay Hùng mới bảo là mà Hùng cũng dính nhiều chị ơi. Hùng đâu rồi, Hùng có ở trong này không? Hùng lên đi. Tính xuống nhá. Vàng, xong để em luôn. Em cho những cái người không liên quan lên xong tắt xuống mới đủ chỗ cho một người yêu cầu lên. Không grip kìa. Bỏ chị nhìn đấy. Đấy. Thế Nam thì sao? Em ạ. Không đợi Nam nói. Nam nói đi. Thì đấy, chỗ kiểu em với Tuấn Anh cũng quen nhau lâu ấy thì cũng có mượn em. Thì cũng nạp hộ với lại chuyển khoản hộ cũng gần 300 triệu. Xong Tuấn Anh đang cũng bảo em là thứ 3 tuần tới. À đâu, phải không nhỉ? Ở thứ 3 tuần tới gửi em này. Nhưng mà hai không biết như nào thì tự nhiên lại lên đây. Em gần 300, 200 mấy. Số của mấy. Nam là lên đến 300 triệu. Còn của chị Huyền là gần 285 triệu đi. Thế còn Hùng thì sao? Em còn phải ra ngoài này. Sợ ở nhà bố mẹ em nghe tiếng, em phải ra ngoài này. Dưỡng đâu, Nam cũng thế, gia đình bố mẹ già, thậm chí chị cũng bố mẹ già chị cũng chưa lo được mà. Không, mọi người đừng hiểu nhầm nhá, là mình vay cho Tuấn Anh chứ không phải mình vay cho bản thân mình hay là như nào, mình vay là để Nam đưa Tuấn Anh. Là lấy tiền với xe của Nam bị cắm để cho Tuấn Anh, đấy là mọi người hiểu không? Mà Nam bị tận ở bên Úc mọi người ạ. À. Mình ở tận bên Úc mà mình sẵn sàng mình vay cho Tuấn Anh tại vì bản thân mình ấy là mình cắm xe mình ấy là mình có khả năng chi trả. Và mình tự giả được cho cái đống tiền đấy. Nhưng mà hôm đấy mình cầm ấy là xong mình gọi chị Huyền chứ không phải là mình vay cho bản thân. Mình vay hộ Tuấn Anh. Tức là Tuấn Anh bảo là mình đứng ra vay.
là vay hộ Tuấn Anh, nhưng mà lại phải đứng tên mình, mọi người hiểu không? Chứ không phải là mình vay 500 triệu cho bản thân mình. Mình thì không, mình tiền ở nhà mình ở bên Úc mà. Và ngoài ra là như này ấy, trong câu chuyện này ảnh hưởng nhiều ấy. Thứ nhất là Nam này, tại vì Nam là một người mọi người thấy cười thế thôi. Nhưng mà cái background và cái đằng sau của Nam, Nam phải gồng gánh cho gia đình Nam. Người thứ hai là chị Huyền. Thứ nhất là chị có những cái mà tan vỡ của trong cuộc đời chị ấy thì mọi người cũng không biết được rõ. Nhưng mà chị Huyền cũng bị ảnh hưởng, tại chị không phải là một người gọi là thừa tiền hay là giàu quá cả. Mọi người phải hiểu như thế. Và cái thứ ba là Hùng. Hùng cũng là một người mọi người nhìn thấy hay cười đùa thế thôi, nhưng mà Hùng cũng có cái nỗi khổ riêng của cuộc đời Hùng. Hùng lên đây Hùng làm bao nhiêu, dành dụm bao nhiêu á, thì cũng cố đưa cho Tuấn Anh hết. Đó, chứ không phải là bọn mình thừa tiền như nào, nhưng mà vì thực sự là tin tưởng. Thực sự là ai cũng có một cái khoảng tối riêng mà không ai tiện chia sẻ câu chuyện cuộc đời của mình trên này cả. Chỉ có chị em chúng tôi chơi thân với nhau, chị em chúng tôi hay nói chuyện với mới nhau. Đầu, mình thấy là cái mà mới đầu em cũng chỉ nghĩ nhau. Mới đầu em chỉ nghĩ Tuấn Anh kiểu thân với em chỉ mượn mình em thôi. Bây giờ hôm nay mới biết là mượn nhiều người thế á. Cứ tưởng là mượn mình em thôi, em có đòi đâu. Ai cũng tưởng thế. Ai cũng tưởng thế. Còn ai ở trên này, còn ai ở trên đây để cho hiện tại hôm nay mà còn cho ai lên muốn lên nói chuyện không? Anh Trung kìa, anh Trung rồi đây, Hùng Crit vẫn đây để em xuống cho mọi người lên. Từ từ đừng ai xuống, mình xuống, Nam bắt đây ngồi yên đi. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Anh Trung ơi. Hello anh Trung. Em chưa cảm nhận được. Chào tất cả mọi người nhá. Chào Huyền. Chào anh Trung. Chào Nam nhá. Thế gần đây Huyền có bị bay không? Còn cái vụ bay của Huyền thì anh biết rồi. Gần đây thì không bay được em nữa vì em đâu còn gì, còn cái nịt thôi. Hôm vừa rồi thì Tuấn Anh cũng hỏi, Tuấn Anh thì không trực tiếp hỏi anh, nhưng có nhờ qua chú Hòa bên này, bên Ly. Điều tra, nhưng mà bây giờ bọn chị muốn kiện, bọn chị làm cái đơn, tất cả giấy tờ chứng từ có hết, bill giả, bill họ, bill kia. Kiện thì thằng này xác định là khung hình nó khá căng đấy, nhưng mà bình tĩnh. Còn đang phải tìm ra đường dây của nó nữa. Câu chuyện nó cũng chưa đơn giản như thế. Cái Vinny thì nó không biết gì cả. Cho chị xin. Ủa giờ chị đang ở với ai? Chị ở mình nào? Nhưng mà chị có cả Khôi đang đi chơi em. Lát chị kêu Mi á. Lát chị kêu Mi qua ngủ với chị. Cho hai chị em tâm sự cho đỡ buồn. Có không? Có người đây mà. Có Trang Trang nữa thì chờ cái Trang Trang vừa về. Lúc đầu thì em cứ nghĩ là giỡn thôi, tại vì là đợt em cũng biết là Mi cũng ở Sài Gòn mà em cũng đâu biết đâu có sắp xếp cả rồi, nó không có chạy được. Nhưng mà chị lên thông báo thì nó không có dùng điện thoại, nó nằm ở nhà nó, để nó cào nó lừa thêm ai nữa thôi. Bây giờ kiện thì kiện cũng dễ mà chị, nhưng mà cái vấn đề ở đây là bằng chứng đầy đủ, tất cả người bằng có đầy đủ hết mà. Mình phải coi là cái đường dây nằm chỗ nào đã. Đúng rồi, bên kiện kiện nhiều kiện. Chứ mà bây giờ kiện thì nói chuyện với cả chị gái nó rồi đấy. Mà chị gái nó thì tất cả các tài khoản đâu đổ về cũng lanh quanh họ Hồ nhà nó hết à.